bạn đến với kênh YouTube Vua Dừa Miền Tây. Bữa nay Vua Dừa mình đi là dừa sẵn quay cảnh về quê hương miền Tây với quan xem nè. Phía đây là cây chùm ruột nha các bạn. Đó, giờ trái li ti rồi các bạn thấy không? Rất là nhiều luôn nè. Bây giờ mình đi lại gần để quay cho quan xem nè. Bông thì màu đỏ nha các bạn. Trái li ti nè. Cái chùm ruột này đấy người ta làm mứt đó các bạn. Rồi hoặc đó là hái chấm với ớt cũng là rất là ngon luôn các bạn ơi, chua chua các bạn. Chùm ruột về trái non không các bạn, chưa có thấy trái già nha các bạn. Nguyên một ngọn trái không là lư chứ. Thân này cũng nhỏ chứ không có bự nha các bạn. Đây cái chùm ruột nè, ở miền Tây là các bạn đều biết là cái là chùm ruột nha. Bây giờ mình đi là quay sơ lược cho bạn xem. Nè, xung quanh là mít không nha bạn. Có camera theo Vua Dừa, hành trình cùng Vua Dừa mình thấy ghi những khoảnh khắc Vua Dừa mình leo trèo ạ. Đây là vườn trái đất không nè bạn. Rồi Vua Dừa mình đang đi ra vườn để bé dừa nha bạn. Vô vườn rất là mát mẻ luôn các bạn ơi. Vừa lùng nè, vừa xin lùng nè, thấy không? Thấy vừa mình quay sơ lược gọi một vòng cho bạn xem nè. Thấy không? Này dừa lùng nè, thấy không? Trái ở dưới đây nè. Trái phía dưới này là uống được rồi nha các bạn. Còn trái phía trên là còn non nè bạn nè. Không? Và dừa rất là sai trái luôn các bạn. Cái chỉ thấp vậy thôi bạn, gọi là dừa sim lùng. Thấy giờ mình đi ra đây quay một vòng cho bạn xem. Rồi Vua Dừa mình quay vô để bẻ dừa. Phía xung quanh đây là những dưới đường ống nước tưới này là những cái tắc không nha bạn. Để người ta ép nước mía đó với là bánh tráng trộn nữa bạn. Đó. Không. Những cái tắc xanh tươi nè bạn, thấy không? Đó. Rồi kèm theo là xung quanh là cái mít. Không, phía đó là mít nè, mít có trái nè. Tắc trái xài lắm nè bạn, thấy không? Có trái nè. Đi 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 nè, thấy không? Chào các bạn có camera. Đó. Thấy không? Hôm nay camera theo hành trình cùng Vua Dừa mình nha. Đó, đây, tắt quá trời trái luôn nè. Đó. Phía đó là những vàng trái đất đó để người ta nữa chính là làm màu thực phẩm đó bạn, làm xôi chè rồi ướp thịt đó bạn, thấy không? Thấy không, trái đất này là nó còn non nè bạn, thấy không? Rất còn non, trái xanh nè, thấy không? Còn chín thì nó màu đỏ rất đẹp, thấy không? Hôm nay là không có cất chín, có cất chín Vua Dừa mình quay cho bạn xem. Hôm nay còn xanh non không à? Thấy không, vườn trái đất này, thấy không bạn? Đây cũng còn xanh không à. Đây, Vua Dừa mình để quay trái chín cho bạn xem. À, quá trời luôn nè bạn không. Đây là vườn trái đất không à. Phải không? Làm vàng luôn đó nha bạn. À, quá trời vườn trái đất nè. Rất đẹp luôn à. Các bạn thấy video này hay thì cho Vua Dừa xin một lượt đăng ký, một like, comment và chia sẻ video cho Vua Dừa mình nha. Bạn nè, trái đất này là chuyển qua chín nha bạn, thấy không? Đó, nó già rồi đó bạn, thấy không? Phần ở dưới còn xanh, còn phần ở trên là màu vàng này là chuyển qua là thành trái chín đó bạn. Đẹp luôn.
Bữa nay vô dừa mình chuẩn bị leo cái dừa này nè bạn, tuôn hết là dừa dừa nạo luôn, dừa nạo với dừa trái nạo tuôn hết luôn nha bạn. Dừa này là dừa xiêm xưa nè, trái xanh nó nhỏ xíu trái à, đây rất là cao luôn. Ông dừa xiêm xưa nè, rất cao luôn các bạn. Mình lên đi. Mình tới trọt luôn. Đó các bạn, hai quả dừa đầu tiên là được vừa thả xuống đó các bạn. Ừ.
Vừa vừa là thả hai quả dừa xuống luôn nha các bạn. Vừa vừa có nhận đi leo dừa gần xa luôn. Nhà các bạn nào có hái dừa thì liên hệ với vừa vừa nha các bạn. Vừa đu dây ngon lắm nè. Bạn cái dừa này đu dây tàu nó rất là chắc luôn nè các bạn. Mà bị đi kẹp con vừa vừa mình không có đu được nha các bạn. Xin chào tạm biệt, bye bye.